Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một video về luật hấp dẫn. Lắng nghe những câu khẳng định để khiến các bạn trở thành một người có tư duy cuốn hút, bản lĩnh và giá trị trong tình yêu. Đây là cái điều kiên quyết để các bạn có thể có hạnh phúc hay không. Cho nên là hãy lắng nghe thường xuyên, hãy lắng nghe nhiều nhất có thể để tất cả những cái tư tưởng này nó đi vào trong bộ não của các bạn. Và từ đó nó trở thành một phần trong con người các bạn và phản ánh ra ngoài thế giới. Từ đó các bạn có được hạnh phúc nhé. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi.
tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn, và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực, ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn, và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực, ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn, và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực, ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn, và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực, ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu.
tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng với vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng với vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng với vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng với vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ
những người không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc. Tôi là một người tự trọng và giá trị trong tình yêu. Tôi yêu những người xứng đáng và từ bỏ nếu như họ không xứng đáng. Tôi yêu người biết trân trọng mình và từ bỏ nếu người ấy không biết trân trọng mình. Tôi sẵn sàng hy sinh, yêu thương và chiều chuộng người tôi yêu. Tôi cũng xứng đáng với sự yêu thương, chiều chuộng và hy sinh của người ấy dành cho tôi. Tôi không tiếc người ấy một điều gì, dù là tiền bạc hay vật chất. Và tôi cũng xứng đáng với một người yêu tôi, không màng về vật chất. Tôi sẵn sàng giúp đỡ người tôi yêu khi người ấy gặp khó khăn. Và người ấy cũng sẵn sàng vì tôi, giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chúng tôi có một tình yêu đích thực. Ở đó chúng tôi hy sinh vì nhau, yêu thương nhau, đem lại những giá trị đích thực cho nhau, chung thủy với nhau và làm cho nhau hạnh phúc.